Ơi, xin chào anh em. Thì hôm nay bên shop Càng Nhôm của mình có ra một cái sản phẩm mới ha. Thì cái mẫu càng này là càng nhôm, cái kích thước nó là cao 22 nhân bề ngang cũng 22 nha. Mẫu này nè. Rồi, hai mẫu này là để dễ so sánh thôi, không phải. Bữa nay là mình cố ý làm giới thiệu hai mẫu này ha. Ý một mẫu này. Thì cái mẫu này là dày lắm nha. Dày 8 ly nha, hậu 17 cm. Thì cái này là nó sâu, không phải như của Trung Quốc. Trung Quốc là sâu của 13 để mình lấy cái của Trung Quốc. Thì cái mẫu Trung Quốc này là nó chiều cao nó 25 nha. Cao là tính từ đây ha, từ đây qua đây là 25. Cao ngang cũng là 25 nha. Nhưng mà cái hậu này nè, cái hậu này là nó chỉ có 13 cm thôi. Đó. Còn cái loại mình làm á, cái loại này là nó cái hậu này nè. Cái hậu này mình kêu là cái hậu, tại vì mình để như này nè thì đây là cao nè. Đó. Còn ngang từ đây qua đây. Cao ngang, còn cái kia là kêu là cái bì hậu, bì sâu. Đó là cái khoảng này nè. Từ dưới lên đây là 17 cm nha. Đây, để thử nè. So sánh. Đó. Không biết thấy không? Cao hơn nha. Nè. Cao hơn nhiều á. Đó. Cao hơn 5 phân ha. Thì mình giới thiệu cặp mấy cặp này cho anh em xài là có thể thay thế cho mấy cái đây ba mẫu mẫu này nữa nha. Mẫu này này có nó, mẫu này thì nó có trái hoa tiễn trong đây nè đó, nhưng mà nó cũng là kích thước nó cũng tương đương với cái này nha, kể cả mẫu vuông này ha. Mẫu vuông này đó, rồi mẫu vuông này cũng kích thước đó luôn ha, tương đương thay thế cho nhau được nha. Thằng này là nó 22 nhân 22 nha, cái hậu thì nó cũng tương đương với mẫu này. À, mẫu này thì hậu nó cũng là 17 cm nhưng mà nó bề ngang bề cao nó thêm được 5 5 5 mm ha. Đó thì nó khuyết cạnh. Rồi, để mình giới thiệu mình giao cho khách hàng luôn. Thì anh em nào yêu quý kênh đó, đăng ký kênh cho mình ha. Rồi số điện thoại nè, liên hệ đặt hàng. Đặt cọc 1-200 làm tin gì đó. Rồi thì mình làm gấp cái video này để mình giao cho khách hàng mới điện cho mình đó. Mình đang cúp máy luôn, mình không nghe. Rồi vậy nha. Sơn rất đẹp nha, quên nói vụ sơn nữa. Đây. Sơn này nhìn đây, sơn đen nhám mờ ha. Còn bên bên này là mình phải để nó hơi hơi xấu xấu vậy nha. Đó. Rồi. Đó. Rồi sơn vậy nha. Đó, người ta gọi hoài thôi, để mình giới thiệu sơ vậy rồi mình giao lại cho khách hàng nha. Nhớ đây là cái họng họng cái họng nhôm 22,5 mà nó khuyết cạnh nè. Họng dẹp ha. Đó, xài cho 450, 750 đều được. Bắt ốc nha. Đang sấy là phải thêm để chuyển vậy thôi. Rồi, xin chào anh em.